Chúng ta sẽ lại ngồi sửa những cái bài tập một chút để chúng ta có kia tôi nhớ lại một chút các cái kiến thức liên quan đến phần ta đã học. Nhưng hôm nay tôi sẽ chữa một số cái bài trong cái phần bài tập mà tôi gửi cho các bạn trong cái phần hàng đang xếp và hàng đợi nhé. Chúng ta sẽ xem một lượt các bài từ đầu đến cuối nhé. Bài đầu tiên này, chúng ta vừa thấy đến liên kết đơn L vòng ngăn xếp rỗng, tức là chúng ta dùng ngăn xếp rỗng ấy, có cách nào để liệt kê các phần tử, các cái khóa của L nhưng thứ tự ngược lại từ cuối lên đầu được không? Cái chương trình thực hiện công việc này như vậy, giả sử chúng ta có cái đây nhé, giả sử chúng ta có sẵn một cái cho trước kia là L, L là một sách lý cái đơn đi nhé, nó là S L L, tức là nó chỉ là một cái ta có một cái con trỏ trỏ vào cái đầu của một cái sách lý cái đơn như này thôi. Đấy. Đấy. Thì đây nó có các cái khóa của nó ở đây nhé. Khóa nằm ở chỗ này, đây là key này. Đây là key này, đây là con trỏ next này. Và cái L này chỉ có một con trỏ hết để nó trỏ vào phần thể đầu tiên, nó không trỏ phần cuối cùng. Chứ chúng ta chỉ được dùng cái con trỏ next, ta đi đầu từ cùng lên về cuối thôi. Nhưng mà bài in ra từ đầu đến cuối thì dễ, nhưng mà in ngược lại thì như thế nào? Đấy. Vì tôi nhớ lại một chút để chúng ta nhớ lại, chúng ta muốn in ra các cái khóa từ đầu đến cuối của L thì ta làm như sau nhé. Đây là các cái thao tác, đây là cái lệnh này, hay là cái đoạn chương trình, hay là cái hàm, cái chương trình là in ra các cái khóa của L từ đầu đến cuối nhé. Đấy. Thì làm như sau thôi, ví dụ tôi làm như sẽ nhảy nhảy nhé, tôi đi đầu vào L, tôi đọc x gì tôi đọc bằng L hết chẳng hạn, đó là cái phần từ đầu của L. Và chúng ta sẽ lần lượt chúng ta sẽ chạy cái vòng lặp như sau. Đây, và chạy một cái vòng lặp như thế này là y mà x thì và khác 5 thì chúng ta sẽ print ra cái key của nó, key đó. Và chúng ta chuyển sang phần tiếp theo, x bằng x next, chuyển khi nào mà x bằng 5 thì dừng lại. Đó, thì đây là đoạn chương trình dùng để in mấy tháng từ đầu về cuối. Nhưng mà tôi in ngược trở lại làm thế nào? Thời gian chúng ta cũng đơn giản thôi, chúng ta dùng stack. Cái stack cũng có cái hay là khi chúng ta đưa phần tử vào stack ấy, và lấy ra thì lấy ra cái stack nó là cái dạng gì? Nó là một cái kiểu dữ liệu mà đây là đầu này, đây là top của nó này, đây là đuôi này, đây là bottom này. Chúng ta đưa phần tử vào đầu. Đây là tưởng ở đầu, nó luôn ở phía đầu, đó là chúng ta vào sau ra trước, cho nên là khi chúng ta đưa vào đây thì khi cho lấy ra từ bên phải thì ta dùng cái tính năng này của ngăn xếp để cho làm như sau. Chúng ta sẽ cũng như trên, chúng ta sẽ cho x thì chúng ta chạy từ đầu đến cuối của sách liên kết L, và chúng ta tưởng một chúng ta đưa vào stack, sau đó chúng ta lấy ra từ đầu mà chúng ta in ra, nó sẽ in ra từ đầu đến cuối. Phần tử này sẽ đưa vào stack cuối cùng và lấy ra đầu tiên, mình nó sẽ in ra được từ cuối lên đầu. Mình lấy giải như sau nhé, tôi viết cái lời giải của bài này là như sau. Đây tôi viết luôn đi trình vào đây này. Lời giải như sau nhé, lời giải như thế này. Nhưng mà chúng ta đầu vào chúng ta là L, còn chúng ta được phép dùng ngăn xếp, tức là chúng ta đã có sẵn cái thư viện ngăn xếp rồi. Bây giờ tôi viết cái hàm là coi những cái hàm là tôi gọi cái hàm là in ngược đi, hàm là in ngược, in reverse nhé, reverse L. Đầu vào của chúng ta là L, đầu cái hàm này có chức năng là in ra các phần tử của L từ cuối đến trên. Làm như sau nhé,
chúng ta dùng ngăn xếp, chúng ta gọi như thế này, chúng ta gọi là ngăn xếp nhé, chúng ta được dùng ngăn xếp như thế này, đó. Như vậy chúng ta phải có sẵn một cái thư viện ngăn xếp rồi. Và chúng ta làm như sau, chúng ta lần lượt chúng ta đưa vào x bằng l hết, sau chúng ta là y, x khác 5. Đấy, chúng ta làm như sau này. Chúng ta sẽ đưa push vào s cái phần tử là x key. Đấy, được chưa? Và chúng ta chuyển sang x bằng x next. Như vậy cái vòng lặp này này, nó sẽ đưa là các phần tử của từ đầu đến cuối, theo từ đầu đến cuối của l và s, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ làm ngược lại, chúng ta sẽ bước tiếp theo là chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ lặp, chúng ta sẽ lấy phần tử ra từ s vậy là y stack empty. Có hàm hàm để làm sẵn nhé, hàm để làm sẵn rồi đó. Đấy, thì chúng ta sẽ làm sao cho chúng ta lấy x bằng pop s và chúng ta print x. Đấy, thế thôi. Vậy đây, như vậy đây chính là cái đoạn cái hàm số, là cái hàm mà in ra các phần tử của L từ cuối lên đầu, được chưa? Được rồi. Như vậy chúng ta đó là bài đầu tiên nhé, cho là xong bài 2. Bài 2 là như thế này. Mình cho trước một cái mảng cố định, có độ dài là n. Hãy thiết lập cấu trúc hàm để tạo ra làm việc với hai ngăn xếp S1 và S2. Đấy, cái bài này là một bài mẹo thôi. Cả hai cái hàm này, cả hai cái ngăn xếp này đồng thời sử dụng cái mảng tên này làm cái mảng là cái không gian lưu trữ. Đấy, thì tất cả các thao tác trên hai ngăn xếp này đều phải có thời gian là O lớn 1, được chưa? Đấy. Như vậy đầu bài sau đầu bài chúng ta là cho trước một cái mảng độ dài là n này. Đấy. Gọi là t nhé, nó có chỉ số đây, các phân tử của nó đánh số từ không chỗ này đến đây là n trừ 1 đó. Thì đây các ô này được phép dùng để chúng ta lưu và làm việc với hai ngăn xếp S1 và S2. Thì chúng ta sẽ phải thiết lập một cái hai cấu trúc, một cấu trúc là S1 cùng một cấu trúc là S2, và hai cấu trúc này dùng để thiết lập để làm việc với cái ngăn xếp S1 và S2, mà dùng và các ngăn xếp này phải dùng trên cái mảng T. Thì ý tưởng như sau nhé, ý tưởng là chúng ta như là như sau này, chúng ta sẽ làm như sau, nôm na là như sau. Chúng ta sẽ sử dụng cái phần từ bên phải sang, từ chỉ số 0 trở đi, chỉ 0 đến cái chỉ số nào đó ở đây nhé. Chỗ này chúng ta dùng cho ngăn xếp là S1. Đấy. Còn ngược lại, chúng ta dùng cái phần ở bên phải sang, từ bên phải sang, từ cái ô N-1 đến cái ô nào đó ở đây, thì cái phần này chúng ta sẽ dùng để đóng vai trò là S2. Thì mình cần mô tả cái định hướng nào nhé. Còn cụ thể chỉnh thì chúng ta sẽ hoàn thiện sau. Được rồi, bây giờ chúng ta làm như sau này, mình cụ thể hơn như sau này. Chúng ta sẽ dùng hai cái biến nhé. Như vậy là như sau, như vậy là như này này. Như vậy là cái S1 nó chính là cái ngăn xếp này, ngăn xếp ở đây nhé, dùng cho cái đây là cái bảng kia đây. Và cái vị trí này này, vị trí này, đây này, vị trí này chính là cái vị trí là top của S1. Đây chính là cái top của S1. Ngược lại bên này thì đây là S2 đây. Và cái phần này chính là phần top của S2 nhé. Đây là top của S2. Top của S2. Còn vị trí đây là đáy của S2. Đáy S2 ứng với cái chỉ số đây là n-1. Còn đáy của S1 đây ứng với chỉ số là 0. 0 của thằng này. Được chưa? Như vậy chúng ta sẽ sử dụng hai cần chúng ta cần hai biến.
cần hai cái miếng rất quan trọng, cần hai cái miếng, một cái miếng là cái kiểu như sau nhé. Từ cái hiệu nó là top 1 đi, IDX là cái chỉ ra cái là chỉ ra cái phân tử là top của S1. Còn cái bên này thì chúng ta sẽ đặt tên là top 2 IDX, chúng ta sử dụng hai cái biến thôi. Một cái biến là top 1 IDX và cái biến thứ hai là top 2 IDX. Được chưa? Thì một cái biến này dùng để chỉ ra cái vị trí của cái phần tử chỉ số là top đỉnh của cái ngăn xếp S1, còn cái phần tử này là chỉ ra cái top cái chỉ số top của cái S2. Được chưa? Đó. Như vậy sau là tóm lại như sau nhé. Cái S1 sẽ là cái ngăn xếp là sau đó ngăn xếp là sử dụng các phân tử trên mảng T bắt đầu từ vị trí 0 đúng không? Đến vị trí là top 1 IDX. Đấy. Thì đây chỉ là cái vùng không gian của T nhé. Lưu cái không gian của S1. Còn S2 là bắt đầu từ vị trí top 2 tên là IDX và đến vị cái chỉ số cuối cùng là chỉ số chữ này N chữ 1. Đấy. Và đây chỉ là không gian. Cái này chỉ là không gian của S1, đây là không gian của S2. Và tất nhiên mà phía đầy hai cái chỉ số nó chạm vào nhau là nó bị đầy. Thì chúng ta phải chú ý làm cái lệnh đó nhé. Thì như vậy chúng ta làm như sau này. Như vậy chúng ta làm như sau. Để tôi liệt kê ra những cái lệnh thôi, những yêu cầu của chúng ta hình dung nhé. Nhưng mà chúng ta sẽ phải làm việc đồng thời với hai cái tôi vẽ xuống như này nhé. Tôi vẽ xuống này nhé. Rồi chúng ta sẽ làm việc với đồng thời cả hai cái ngăn xếp. Được chưa? Tôi kèm cái bảng ra và chúng ta sẽ làm việc với cả hai ngăn xếp nhé. Đây. Đây là S1 này, đây là S2 này. Được chưa? Đấy. Được chưa? Thì cái làm như sau này. Cái lệnh mà tạo mới S1 chính là cái lệnh mà chúng ta chỉ việc đặt gì? Đặt là cái top 1 IDX. Tôi đặt bằng -1. Khi bằng -1 thì nó nằm ở bên nó không vì nếu bằng không là nó là có một vị trí mà. Thì ta nhớ lại một chút là cái đây là cái T này. Nghe đây nhé. Đó. Thì chúng ta dùng đây là cái top 1 này, cái top 1 thì nếu mà -1 thì nó nằm bên này như vậy thì cái lại suy ra là cái là tạo ra một cái tạo một cái S1 rỗng nhé. Còn tạo cái S2 rỗng thì tương đương là cái lệnh này thì là đặt là top 2 IDX bằng n bên ngoài này bằng n. Đấy. Được chưa? Cái điều kiện này, cái điều kiện là S1 rỗng thì nó vẫn là cái điều kiện là top 1 IDX khi ta tiểu IDX bằng là -1 thì nó là tương đương với lại S1 là rỗng, còn S2 rỗng là tương đương với lại là được tức là top 2 IDX bằng n. Được chưa? Rồi còn khi nào thì là full, thì một trong hai full được, như full như sau này. Có một cái hàm là kiểm tra xem là khi nào thì S1 là full là đầy, khi nào là S2 là full, thì hai cái là giống nhau. Full là khi nào? Full khi mà cái em đây, full khi mà cái chỉ số của top 1 đây, top 1 và top 2 nó cạnh nhau như này thì nó là full, không có chỗ để mà chèn thêm nữa. Như vậy thì cái full là gì? Full là khi mà điều kiện để full là gì? Là top 2 IDX bằng top 1 IDX cộng 1. Hai bên là tương giống nhau nhé. Đây được đi là điều kiện là gì? Nó là hai bên nó cạnh nhau. Thì đó là điều kiện đó là full nhé. Vậy nó còn có một cái hàm kiểm tra xem là nó là full. Được rồi, bây giờ tôi làm tiếp sang cái phần tiếp theo. Đây.
điều kiện nữa là gì? Rồi, chúng ta điều kiện quan trọng này. Cái điều tiếp theo, điều kiện là chúng ta sẽ đưa dữ liệu vào push. Tất nhiên là muốn push S1 này, muốn đưa từ S1, điều kiện của nó là phải là S1 là phải khắc rỗng nhé. Thế là để biết bằng tay này, nếu S1 mà khắc rỗng nhé, còn bỏ rỗng thì chúng ta sẽ báo lỗi. S1 khắc rỗng thì ta làm như sau. Cái lệnh mà chúng ta bổ sung một từ và S1 là cái lệnh là chúng ta chỉ việc đây là cái lệnh này, vì khi chúng ta nhớ lại một chút nhé. Điều kiện là khi nào chúng ta đưa phần tử vào S1 đây này. Đây, vì đây là chỉ lệnh S1 ở đây nhé. Cho nên là đây này. Đấy. Đây là cái top 1 ở đây này, đúng không nào? Đây là top 1 này. Muốn bổ sung vào thì là chúng ta tăng cái top 1 lên một đơn vị. Và chúng ta gắn từ này là x. Còn nhưng mà đây chỉ lại là push S1 x. Còn push S2 thì là như sau. Đây mà push S2 x là như sau. Chúng ta lùi cái địa chỉ cái top 2 này về bên trái một đơn vị và gắn cái phần tử này là cái địa chỉ cái chỉ số này bằng x. Đây chúng ta chú ý nhé. Mình viết lại này. Đấy. Viết lại cái đoạn chương trình này, viết lại cái đoạn này, gọi là cái mã giả kiểm tra nhé. Như vậy cái lệnh làm là bổ sung phần tử x vào S1 là như này nhé. Là như thế này nhé. Nếu S1 bằng rỗng thì chúng ta phải thông báo lỗi. Gọi là S1 là nếu S1 là đầy chứ hả? Put là không phải put là chứ phải không rỗng nhé. Đầy, nếu S1 mà đầy full ấy, đầy thì báo rỗng. Còn không đầy thì nhầm lại, S1 là đầy nhé, là đầy nhé, là full nhé. Thì làm như sau này. Khi chúng ta sẽ phải làm như sau này. Lệnh push là chúng ta tăng top 1 lên một đơn vị, chúng ta top 1 idx bằng là top 1 idx cộng 1. Đấy, và chúng ta gán t của top 1 idx bằng x. Đấy. Còn ngược lại nhé, bên này còn bên lại là push của s2x là đây là nếu mà S1 là không đầy, đây là không đầy nhé. Nếu mà S2 không đầy thì chúng ta sẽ phải lùi lại, chúng ta sẽ phải là top 2 IDX bằng là top 2 IDX trừ 1 và chúng ta gắn T của top 2 IDX bằng x là 2 lệnh push. Mình lùi lại, tiếp theo là lệnh pop. Pop là như sau này. Cái lệnh là pop S1 thì là những tên bên này là pop S2 nhé. Cái việc như thế này dễ. Thì kiểm tra như sau. Nếu mà S1 mà khắc rỗng thì mới làm được. Khắc rỗng nhé. Nếu khắc rỗng thì chúng ta sẽ làm như sau. Khắc rỗng thì chúng ta muốn pop ấy thì chúng ta làm sao? Chúng ta phải đặt là x bằng là t của cái phần t là cái phần tử đỉnh ấy, là top 1 idx. Sau chúng ta giảm cái này, giảm cái top 1 đi một đơn vị, top 1 idx bằng top 1 idx trừ đi 1. Đấy. Được chưa? Trừ đi 1. Trừ 1 nhé. Đây. Trừ 1. Sau đó chúng ta return x. Trả về phần tử ở đỉnh nhé. Bên này là ngược lại, bên làm tương tự. Là nếu S2 mà khắc rỗng thì chúng ta đặt là x gì bằng là t của top 2 idx. Đấy. Được chưa? Và cái top 2 này chúng ta sẽ phải gì?
chúng ta sẽ phải tăng lên một lần, tăng lên một đơn vị, thằng này là giảm lên một đơn vị, thằng này là phải tăng tăng lên một đơn vị. Thì từ đó đấy thì ta bị top 2 đó là cái top 2 IDX bằng top 2 IDX cộng 1 giải phóng một từ ở bên trái, và sau đó chúng ta sẽ return X. Cái hàm khác làm tương tự nhé. Tôi làm tôi làm thêm cái là cái hàm len, cái hàm len của S1 tính công thức sau đây. Thì công thức này thì theo công thức là nó bằng chiều dài của đoạn từ 0 đến top, từ 1 đến top 1 đấy, chỉ nó chính là bằng gì, nó chính là bằng này, chính bằng return return là top 1 IDX cộng 1 là cái chiều dài của len 1. Còn chiều dài của len 2 là như sau, của S2 là như sau, N return này, return như sau, return là N trừ đi top 2 IDX. Đó. Đấy, bây giờ tôi vừa mới trình bày xong các bạn là cái đúng là những cái ý tưởng để từ một cái mảng T có chiều dài cố định N, chúng ta có thể làm việc được với tạo ra là hai ngàn set nhé. Đó chính là cái bài số 2. Vì chúng ta xong bài số 3, bài số 3 là bài 2 đây nhé. Bài số 3 chúng ta sử dụng ngăn xếp để chúng ta thực hiện cái bài tập là gì? Cho chép một cái biểu thức sau ký tự, cùng có cái ngoặc thôi. Và kiểm tra xem là cái ngoặc này có đúng hay không. Nôm na gì? Nôm na là cái ngoặc là cái một cái biểu thức mà có ngoặc tròn ấy là đúng. Nếu mà nôm na chúng ta hiểu là cứ có một cái ngoặc mở ngoặc thì phải có cái đóng ngoặc kèm theo. Đấy. Nếu mà nó thiếu cái gì đó thì là sai. Tôi lấy ví dụ như thế. Khi chúng ta có thể có nhiều cái bở ngoặc 1, 2, 3, xong lại thế này một cái, xong lại thế này, xong lại thế này. Nó, thằng này nó đi với thằng này. Đấy. Thằng này đi với thằng này. Thằng này đi với thằng này. Đấy. Chúng ta có định nghĩa như sau, định nghĩa một cái định nghĩa về bản lý thuyết, về một gọi là tiên đề là như này. Một cái biểu thức mà được gọi là đúng như sau nhé. Chính xác như sau này, A biểu thức rỗng là đúng. Nếu A, B đúng thì A nối B cũng là đúng. Còn nếu A đúng thì mở ngoặc A, đóng ngoặc A cũng đúng. Đấy. Ví dụ như thế này đúng. Thì đầu bài như sau, đầu bài là cho trước một cái biểu thức bất kỳ, một sâu ký tự bất kỳ. Chỉ gồm là mở ngoặc và đóng ngoặc. Hãy kiểm tra xem đúng hay là sai và thông báo là đúng hoặc đúng hay là sai. Thế thôi, chỉ như vậy thôi. Thì cái bài này là cái bài rất điển hình, rất là hay về sử dụng cái concept nhé. Lại như sau này, chúng ta vấn đề là bản chất của cái biểu thức đúng thì là chúng ta xuất phát từ một, chúng ta đi từ bên trái sang phải, thì nếu mà trước đó đã gặp một cái mở ngoặc thì phải có một cái đóng ngoặc đi kèm vào. Đấy, thì làm như sau này, ý tưởng như sau này, thì cái làm như sau này, chúng ta cứ đi từ trái sang phải, nếu mà gặp một cái biểu thức mà là mở ngoặc thì chúng ta đưa vào cái stack concept nhé. Tiếp theo chúng ta cứ đi, nếu mà gặp mà cứ gặp một biểu thức mở ngoặc thì chúng ta đưa nó vào concept. Còn nếu mà chúng ta gặp một biểu thức mà là đóng ngoặc ấy thì suy ra trước đó phải là mở ngoặc, chúng ta sẽ pop cái phần tử mà chúng ta vừa đưa vào. Như vậy là ý tưởng như sau nhé. Ý tưởng của bạn này là chúng ta là xuất phát đi từ trái sang phải của biểu thức và duyệt từng ký tự một nhé. Được rồi, chúng ta tạo một cái một ngăn xếp là rỗng, chúng ta dùng ngăn xếp, được chưa? Sau đó chúng ta làm sau này, nếu gặp một cái ký tự như thế này thì chúng ta push cái ký tự đó vào S, được chưa? Còn nếu mà gặp cái ký tự này thì chúng ta sẽ pop ra, thì chúng ta phải pop, được chưa? Thì cái nào lỗi
khi mà gặp cái tự này mà S là rỗng rồi thì là sai. S là rỗng rồi là sai. S thì phải là không rỗng là mình pop được. Còn và tiếp theo là như vậy sai khi nào? Nó là sai khi nào? Nó sai mà nếu mà gặp ký tự trượt A nhé, nếu gặp ký tự này mà S là rỗng thì là sai. Không có gì để pop là sai. Cái hạng B nữa là khi làm xong toàn bộ cái show này, nếu mà S khác rỗng thì cũng là sai. S thì là phải vì chúng ta có cứ mở ngoặc thì có đóng ngoặc, mở có đóng, thì khi chúng ta đi đến cuối thì cái show rỗng, cái S thì phải là rỗng thì mới đúng, không còn gì nữa. Vì chúng ta cứ đưa vào, chúng ta lại lấy ra, chúng ta cứ dùng cái gặp này là đưa vào, gặp cái này chúng ta pop nó ra. Như vậy sẽ là có bao nhiêu cái này, bao nhiêu ngoặc thì có bấy nhiêu cái đóng ngoặc. Như vậy khi ta đi đường cuối là cái S sẽ phải là rỗng, được chưa? Đó, thì mình nên là ý tưởng nhé, mình cách làm là như sau. Vì chúng ta viết một cái hàm gọi là check đi, check với cái biểu thức đi. Tôi sẽ kiệm biểu thức đó là gì, là BT đấy nhé, này biểu thức BT. Để tôi viết một cái sửa code trước nhé, thì chúng ta sẽ viết các bạn để có cái hình chỉnh xong được, tôi chưa học viết luôn với luôn update được đấy nhé. Làm là như sau nhé, chúng ta cùng nhau làm theo cái bài tập này nhé. Đây chúng ta sẽ cùng nhau làm cái này, thì chúng ta sẽ phải dùng một ngăn xếp, chúng ta phải dùng một cái thư viện ngăn xếp. Bạn chú ý là khi chúng ta có sẵn một cái khi làm việc với ngăn xếp và hàng đợi, chúng ta phải có sẵn một cái tệp, một cái thư viện đó là stack.p hay là q.p, và chúng ta luôn copy cái file stack.p đó và q chú ý đó vào cùng cái thư mục của chúng ta, chủ thư mục bài tập chúng ta, và chúng ta luôn chúng ta phải có cái phía trên này này, phía trên cửa hàng này chúng ta luôn phải có một cái dòng lệnh, như dòng lệnh là from stack import sang. Chúng ta được sử dụng mọi cái hàm thư viện ở trong cái thư mục, trong cái file stack.p nhé. Chúng ta phải có một cái tệp là tệp stack.p rất quan trọng. Cái tệp này dùng để lưu tất cả các cái nhưng mà cái thư viện liên quan stack. Và chúng ta có một thư viện thứ hai là thư viện liên quan đến Q. Hai thư viện này chúng ta được dùng pháp dùng thường xuyên. Còn về cái gì nhỉ? Cái dùng các thư viện của cái predicate, chúng ta có thể có các ký hiệu như là sll.p hoặc là stll hoặc là dll hoặc là dtll. Chúng ta dùng để phép dùng tất cả những thư viện này nhé, các cấu trúc này. Được rồi, thì bài này chúng ta dùng stack thôi. Thì chúng ta làm như sau này, chúng ta đi từ đầu đến cuối thì chúng ta đặt là gọi S là một cái stack rỗng, cực kiểu như này cho dễ. Đó. Còn đúng là phải viết này, đúng là phải viết là S bằng stack như này thì mới đúng nhé. Đó, tôi viết theo kiểu được. Đây tôi viết theo kiểu xuyên đồ cốt cho nó dễ nhé. Được rồi. Thế là như sau này. Bây giờ tôi sẽ dùng cái biến để mà tôi kiểm tra được chưa? Đây. Để có nhiều cách như thế là tôi làm luôn cái này nhé. Đây để tôi nhé. Tôi cần cái vòng for chạy từ đầu, for ch chạy in bt. Đây là dùng lệnh của đấy thôi, dùng lệnh của Python nhé mọi người. Tức là cho cái tự chạy trên từng cái tự một của là duyệt nhé, như đây là duyệt trên BT theo từng cái tự, được chưa? Rồi thế bây giờ kiểm tra này, if này, nếu mà CH mà nó là bằng ấy, nó là bằng cái ngoặc cái này đó, thì chúng ta sẽ push nó vào cái lệnh này, yêu vô tư push nó vào cái S nhé. Đó. Ngược lại, nếu mà cái if là CH mà bằng cái này này, thì chúng ta sẽ phải pop nó ra nhé, pop nó ra. Thì như sau này,
bóp như sau nhé. Nếu mà ở đây kiểm tra này if này, if mà là y hay là if s mà bằng rỗng ấy, đấy nhé, s bằng rỗng thì lập tức là thông báo ngay là cái dừng ngay và thông báo cái biểu tượng này là sai. Đây chúng ta lập tức chúng ta return, form luôn, false. Còn else, nếu s mà khác rỗng ấy, thì chúng ta gì, chúng ta pop bỏ bỏ s, được chưa? Nhưng mà trong trình duyệt đây, lên đây là lệnh duyệt nhé. Cứ khi nào mà gặp phần tử nó là gì, nó là gặp cái ký tự nó là mở ngoặc thì chúng ta đưa nó vào, push nó vào cái stack. Còn không, nó không là cái, nó không là ký tự, hay là nó là cái tự đóng ngoặc thì chúng ta sẽ pop pop nó ra. Còn nếu mà chỗ trên là ở đây mà gặp s rộng là tức là dừng lại luôn. Và khi còn khi mà thoát ra, khi mà xong hết rồi, khi mà xong tất cả chỗ này rồi thì khi thoát ra ở đây thì chúng ta sẽ gì, chúng ta sẽ kiểm tra xem là s là rỗng thì chúng ta sẽ thì nó là form, còn là không rỗng thì nó lại thì chúng ta ra đây, chúng ta sẽ kết thúc ở ngoài này. Đây chúng ta sẽ return, cái gì return, return cái điều là s bằng rỗng. S bằng rỗng, nếu s bằng rỗng thì cái này nó đúng thì return là đúng. Còn nếu mà s khác rỗng thì cái biểu tượng nó là sai thì return sai. Và đây chính là cái, đây chính là cái đoạn nào, gọi là cái đoạn nào nôm na, đây là cái đoạn là viết trên sử dụng quốc bị viết, viết lại bằng 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 chương trình đầy đủ nhé. Tôi viết lại bằng gì này, viết lại bằng 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 mã Python. Tôi ở đây các bạn nào tôi không để cho nhanh nhé, lục này được chưa? Rồi thì viết nhé. À, tôi biết đây, tôi biết là với lượng loại chương trình là from này, from start này, import sound nhé. Đấy, tôi biết cái hàm, là check, biểu thức đầu vào chúng ta làm cái gì, là cái biểu thức được chưa? Đây là biết rồi, đây là cái này nhé, cái form là ngang hàng đây nhé, hai chấm đây rồi. Rồi chúng ta kiểm tra lại này, chúng ta nhớ lại cái hàm chúng ta này nhé. Chúng ta đặt là s bằng, start đây, được chưa? Rồi chúng ta for, là ch in bt. Số ký tự là nó là một cái, nó là một kiểu dữ liệu là tuần tự, nó hỗ trợ lệnh for in. Ta nhớ lại là bất cứ một cái dữ liệu nào ở trong Python mà nó hỗ trợ for in thì nó là kiểu dữ liệu tuần tự, là phải từ một, ở trên cái đó nhé. Rồi chúng ta kiểm tra đây này, if này, ch là bằng mở ngoặc, tại vì chúng ta sẽ push, s ch, được chưa? Ở đây một cái if nữa ở đây nhé, if ch là bằng, đây là hai chấm, đây. Thì chúng ta lập tức chúng ta return, false ra ngoài này. Chúng ta sẽ return cái gì, chúng ta sẽ return return chứ cái hàm, là is stack empty. Cái hàm này có sẵn ở trong trong thư viện nhé, empty s. Đấy, thì đây chính là cái lời giải. Các bạn làm nhé, bỏ vào một tính thì xong hoàn toàn đấy nhé. Vì chúng ta là xong cái bài bài tiếp theo, tức là cái bài tổng quát hơn của bài trên. Bài trên là chỉ kiểm tra với biểu thức mà nó chỉ chứa là mở ngoặc đóng ngoặc tròn thôi. Còn bài là tổng quát là trong những biểu số ký tự bất kỳ mà gồm các ký tự đóng ngoặc tổng quát, mở ngoặc tròn, đóng ngoặc tròn, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, mở ngoặc nhọn, đóng ngoặc nhọn. Đấy, thì cái một cái sâu mà nó là đúng
nôm na là cứ đã có cọc ngoặc tròn thì phải đóng 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 ngoặc tròn, đã ngoặc nhọn thì phải đóng vuông, nhọn thì phải đóng nhọn. Đấy, nó phải đúng như vậy. Như sau này, đây là định nghĩa về mặt tiêu đề này, biểu thức rỗng đúng này. Nếu A B đúng thì A liền với B cũng đúng này. Nếu A đúng thì mở ngoặc tròn A đúng, mở ngoặc vuông A đúng, mở ngoặc nhọn đóng ngoặc nhọn A cũng đúng. Đấy, ví dụ cái biểu thức này là đúng, biểu thức này là sai này. Đấy. Đầu bài là gì? Đầu bài là cũng như vậy, cho trước biểu thức và chúng ta sẽ kiểm tra nhé. Được rồi, khi game bài này thì nó là tổng quát của cái bài trên, chúng ta chú ý nhé, là cái việc đóng mở ngoặc nó phải chính xác. Lấy ví dụ nhé, khi chúng ta vẽ một cái biểu thức như là mở ngoặc nhọn này, mở ngoặc tròn này, đóng ngoặc này, mở ngoặc nhọn là chúng ta đóng cái này là sai này, thế bạn thấy không sai không nào? Đó sẽ là sai nhé. Hay là mở ngoặc này chúng ta mở ngoặc hai, chúng ta mở ngoặc vuông, sau chúng ta lại mở ngoặc tròn, được không? Được. Nhưng chúng ta đóng ngoặc ở đây không thể đóng vuông, phải đây phải đóng tròn. Tiếp theo là phải đóng vuông. Đấy. Tiếp theo nó phải là tròn mới đúng. Đó, được chưa? Như vậy nó phải khớp như vậy thì mới đúng, còn không thôi thì lại bị sai. Đúng như vậy với cả vòng nhọn nữa. Vậy đây này. Đây này, được chưa? Ở đây mà lại là thế này thì là sai. Ở đây mà lại thế này cũng là sai. Mà đây là phải gì? Phải như thế này mới đúng. Được chưa? Hoặc là có thêm một cái ngoặc nhọn nữa cũng không sao. Ngoặc nhọn nữa cũng không sao. Thì nó phải đóng nhọn lại, đúng chính xác. Được chưa? Thì như vậy như sau này, ý tưởng ra là như sau nhé. Thì cái bài này nó mày mạnh hơn bài trên, nó tổ quát hơn bài trên là như sau. Chúng ta duyệt từ đầu đến cuối, mình tôi mô tả cái ý tưởng của thuật toán này. Chúng ta duyệt từ đầu đến cuối này nhé. Chúng ta duyệt từ đầu đến cuối này, duyệt từng ký tự một của gì, của cái biểu thức của chúng ta, được chưa? Vì chúng ta chú ý này, khi mà chúng ta đây chúng ta tiếp theo là nếu gặp ngoặc là hoặc là mở tròn hoặc là mở nhọn vuông hoặc là mở nhọn thì push mà thì put vào nó sẽ s, được chưa? Tiếp theo là nếu mà gặp cái tự là như thế này hoặc là như thế này hoặc là như thế này thì chúng ta sẽ phải kiểm tra xem là cái phần tử của s ở top của s nó có phải là ngoặc đóng ngoặc tứ không. Nếu là cái này thì nó phải ứng là cái này, nếu đúng như vậy thì chúng ta sẽ pop ra, còn không đúng thì tức là sai ngay. Và đến khi đến cuối của đi hết cái sự kiện này, nhưng mà s mà không rỗng thì chúng ta cũng trở về là false ngay, được chưa? Nhưng mà chúng ta sẽ phải lưu chính xác cái này là như sau. Đây chúng ta như vậy, cái ý tưởng là như thế này là chúng ta sẽ phải lưu vào một cái gì có hai cái mảng để lưu các cái ngoặc tương ứng, ngoặc là có ngoặc mở đi. Ngoặc mở là gì? Ngoặc mở tôi lưu cái nôm na, tôi lưu cái kiểu là cái tự tròn này, cái tự mở ngoặc này, cái tự này này và cái tự này, được chưa? Đó. Nên. Còn cái ngoặc mà đóng thì tôi dùng từ d, d là đóng. Thì ý là nó là phải là cái này, nó phải là cái này, nó phải là cái này. Đó. Được chưa? Và sau đó tôi sẽ kiểm tra. Tôi đi đầu đến cuối kiểm tra. Nếu mà gặp cái ngoặc mà là thuộc ngoặc mở thì chúng ta đưa nó vào, chúng ta để nó vào stack. Còn nếu gặp ngoặc đóng thì chúng ta kiểm tra xem là cái phần tử top của cái ngăn xét nó đúng là cái phần tử này tương ứng hay không. Đấy, phần tử cái này không, nhưng mà đúng như này thì tốt, chúng ta sẽ pop nó ra, còn không đúng thì lập tức là báo lỗi. Nếu s là rỗng cũng báo cũng trở về false ngay, và đi hết rồi thì chúng ta kiểm tra s là rỗng, thì s là không rỗng chúng ta cũng
cũng ấy luôn, cũng là thông báo là form luôn, được chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ làm lại, tôi biết là gì trình đầy đủ cho các bạn xem ở đây nhé. Đây, cái này để thích hơn, tiện hơn, tôi là vừa biết tôi vừa phân tích ở đây nhé. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau làm bài tập này. Chúng ta sẽ lời giải của chúng ta nhé. Chúng ta vẫn dùng cái thư viện là Stack nhé. Rồi tôi viết với hàng kiểm tra là cái hàm là def check, biểu là tổng quát đi. Đấy. Đầu vào chúng ta là một cái biểu tượng BT. Đấy. Như thế này, được chưa? Rồi bây giờ tôi kiểm tra, tôi ký hiệu là gì? Ký hiệu một cái là NM. Đấy. NM chỉ là một cái mảng gồm có 3 ký tự. Ký tự mở này này, phải ký tự mở này này là 2 này, và ký tự mở này là 3 này. Đấy. Được chưa? Đấy. N đóng thì tôi tương ứng là cái tự đóng này này, và chính xác lần lượt nhé, đóng này này. Đấy. Và đóng này nhé. Đấy, đây là hai cái list để chọn ở trong Python. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Cách làm của tương tự, chúng ta đặt s là một cái tạo ra một năng xếp rỗng nhé, cái viết chính xác trên Python đấy. Đấy. Vì chúng ta phải, ở phía trước, ở phía trên này chúng ta phải có một cái lệnh phía trong chương trình là from stack import sao. Đó. Rồi, thế này chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ for ch in bt. Đấy. Được chưa? Là kiểm tra nhé. Bị kiểm tra này, bị kiểm tra này, if này, if mà ch mà nằm ở trong kia nm đấy, trên này thôi, còn cái này nên cái đó nằm ở trong cái mảng cm nm tức là ngoặc mở, thì chúng ta push nó vào, push s ch, được chưa? Bị ngược lại này, bị nếu mà là if mà ch mà nằm trong ngoặc đóng thì chúng ta phải kiểm tra cẩn thận. Đó, ta kiểm tra cẩn thận ở đây nhé. Được chưa? Bây giờ đây có hai trường hợp xảy ra. Nếu if, nếu mà là cái nếu mà s là rỗng ấy, nếu mà if is stack. Đây là cái hàm chuẩn ở trong cái thư viện stack nhé. Nếu mà rỗng thì lập tức là dừng ngay chương trình và return luôn nhé. Return false luôn. Còn else, đấy, chỗ else cần chú ý. Cái else này này là kiểm tra, chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái tự mà chúng ta đang xét ấy, nó có phải tương ứng với nó là ở trong cái mảng là nm hay không nhé. Vì thế, ở đây thì, ở đây là cái tự ch là cái tự đóng ấy. Chúng ta sẽ lấy một cái tự hai, tôi gọi là cha đi. Cha là top của s. Cái tự là cái tự đỉnh của s. Được chưa? Thì tôi pop luôn ra, tôi pop luôn, pop chuột top nhé, pop luôn ra để sau này đỡ phải pop. Đây là pop nhé, để chú ý đây là pop nhé. Yeah. Được chưa? Sau đó kiểm tra này, if này, nếu if cái cha này này, nếu if như sau này, thực sự nó phải đơn cái chỉ số nó khác này. If nha, if nha. If mà đây if nha, if đang đây rồi, if mà cái trang là cái tự mở mà, nên mà n mở này đúng không, index của cha mà khác n đóng index của ch. Đấy. Được chưa? Nếu khác thì lập tức là cũng ấy luôn, cũng return false. Return false. Được chưa? Đấy. Còn ra là ngoài này, khi kết thúc rồi, con này chúng ta chỉ việc chúng ta kiểm tra lần nữa, chúng ta return. Return thì return là is stack. Thì ngoài này nếu mà
Nếu mà S mà khác rộng thì là coi là lại sai, S mà rộng thì mới đúng. Nhưng mà đây là toàn bộ, đây là cái đoạn chương trình. Đấy. Được chưa? Đấy. Cho nó nhỏ lại một tí cho ta nhìn nhé. Anh đi. Đấy, ra đây này. Hay không? Đấy, được chưa? Vậy cái bài này là một bài tương đối hay ở trong cái phần thời gian, vì các ứng dụng của WhatsApp cũng nhiều lắm, tôi chỉ ở đây chỉ làm một vài bài thôi nhé. Rồi đây chúng ta lại phóng to thì chúng ta sẽ làm tiếp tục các cái bài tập tiếp theo nhé của phần ngăn xếp. Bây giờ cái bài này cũng là câu bài theo tôi cũng bài rất là hay nhé, rất đặc biệt. Một cái bài này là thiết lập một cấu trúc ngăn xếp bình thường nhưng mà có tên là min stack. Tên nôm na là gì? Nôm na là chúng ta tạo một cái stack bình thường. Cái bài này như sau này, cái bài là tạo một cái stack bình thường. Một stack bình thường như là mọi stack khác, nó là một cái stack này, nó có cái đầu. Cái này là top đi. Cái này là đáy của nó, đây là đáy này. Đưa vào này và lấy ra này, pop này, đây là push này, như bình thường, được chưa? Nên như là khi concept bình thường chúng ta dùng list chúng ta làm được thôi. Nhưng mà cái hay là gì, cái ở trong những cái hàm của cái bài này thì chúng ta cần có thêm một cái hàm nữa là hàm là get min, chúng ta gọi là min stack. Cái hàm get min này như sau, hàm get min nó trả về không sợ, nó trả về cái phần tử minimum của các phần tử của concept này, nó trả về một phần tử minimum, được chưa? Trả về cái minimum. Nhưng mà với điều kiện là gì, là cái hàm này nó chỉ có thời gian, bắt buộc thời gian chỉ là hàm số thôi, còn tất cả các hàm khác vẫn phải là 0,1 rồi. Như vậy tất cả hàm push này, hàm pop này, rồi là những cái hàm kiểm tra độ dài này, kiểm tra rỗng này, đều là phải là gì, đều là phải là 0,1 hết. Nhưng mà riêng cái hàm get min này cũng phải là 0,1, có thấy không nào? Nhưng cái này rất hay, nếu chúng ta dùng stack, chúng ta dùng cái list bình thường ấy, thì bản thân một cái s là một cái list bình thường thì cho thấy trong bản thân nó có cái hàm min s. Cái hàm min s thì nó có cái là thuật toán tìm kiếm tuần tự, cho nên nó có cái độ phức tạp thời gian của nó là on nè. Như vậy là tốn thời gian, đúng không nào? Như vậy là những cái hàm get min của chúng ta là yêu cầu chỉ là O1 thôi, rất là nhanh. Đó, nhưng mà là cái hàm này cái bài tập này rất hay chỗ đấy nhé. Rất hay là chúng ta tạo một cái ngăn xếp bình thường, nhưng mà ngoài cái hàm khác ra bình thường ra thì thêm một cái hàm quan trọng, nên là hàm get min, hàm tính được cái giá trị minimum của S mà chỉ với thời gian là O1 nhé. Thì làm như thế nào? Đấy, thì bài này cũng là bài định mà rất là hay, rất là đặc biệt, cũng hay đấy nhé. Thì giờ làm sao chúng ta bài này chúng ta không thể dùng mảng được. Nếu chúng ta dùng mảng ấy, chúng ta dùng mảng bình thường ấy thì không đâu lưu được cái min này, đấy, thì có cách nào chúng ta phải lưu được cái min ra, min riêng ra cơ, thì làm cách nào chúng ta có thể lưu được cái min ra đấy, để cho các bạn chú ý nhé. Ở chỗ này chúng ta đấy. Thì cái làm như sau này, cách lời giải của tôi là chúng ta sẽ dùng một cái ngăn xếp, dùng cách làm ý tưởng như sau. Ý tưởng của lời giải là chúng ta sử dụng một cái xét kết đơn SELL như bình thường. Chúng ta nhớ lại là bản thân cái SELL bình thường này làm cái mô hình xét kết đơn giản nhất, nó đóng vai trò như là một cái gì, đóng vai trò như là một cái ngăn xếp rất là lý tưởng nhé. Chúng ta nhớ lại một chút đây. Cái SL nó có một con trỏ hết nhé, và nó chỉ vào cái phần tử đầu tiên của cái sách liên kết. Đây là cái next nhé, đây là cái biến key nhé. Đây đây phần tử cuối cùng thì nó trả về gì, nó trả về null.
trở về 5 nhé. Hèn nút này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ biến cái này thành một cái ngăn xếp như sau. Chúng ta gọi cái hết này là chỉ là cái biến top, là con chuột top. Đấy. Được chưa? Và như vậy thì cái lệnh mà là push vào đầu thôi, cái lệnh push chính là cái lệnh gì, là cái lệnh là chèn một cái nốt vào đầu của cái giấy liên kết này. Còn cái lệnh là pop là cái lệnh mà lấy ra từ đầu tiên, thì chúng ta biết là cái lệnh mà đưa vào mà xóa đi phần tử đầu tiên của một cái liên kết đơn, là nó chỉ mất là on một thời gian thôi. Đó, cho nên khi chúng ta làm cái này thì chúng ta coi đây là một cái ngăn xếp mà đây là đỉnh, chỗ này chính là đỉnh, đây là đáy. Đấy. Thì chúng ta dùng cái SD cái đơn này chúng ta hoàn toàn tạo được, được chưa? Như vậy là dùng cái xây cái đơn tận bây giờ chúng ta vẫn làm được, tạo ra được ngăn xếp bình thường là tối ưu rồi. Nhưng bây giờ bài này là bài như sau. Bài này chúng ta sẽ muốn là gì, muốn tạo ra một cái min, min stack, tức là lưu được cái, phải làm sao mà lưu được cái, mà lưu được cái, làm thế nào mà lưu được một cái giá trị nhỏ nhất của ngăn xếp. Cái làm như sau. Thứ hai là gì, là cái làm như này, cái làm rất đơn giản như sau. Tức là với tất cả những cái nút ở đây này, được chưa? Mỗi nút đây thì chúng ta sẽ có hai tham số và một con chuột next. Đấy. Đây là con chuột next nhé, sang vòng tiếp theo nhé. Đây là con chuột next này. Đây là cái giá trị key như bình thường này. Bây giờ chúng ta sẽ lưu thêm cái biến nữa vào đây, là biến là min. Đó, biến là min. Được chưa? Thì cái min này nó sẽ lưu cái giá trị nhỏ nhất của ngăn xếp này. Đấy. Thì như vậy là cái này sẽ lưu cái chỗ này là phần tử đầu tiên sẽ lưu cái min nhỏ nhất của toàn bộ cái ngăn xếp này. Cái phần tử thứ hai này sẽ lưu cái phần tử cái giá trị min sẽ lưu toàn bộ cái lưu cái min của toàn bộ cái phần ngăn xếp này. Cứ như vậy. Rất hay. Nhưng mà chúng ta lấy ra cái phần tử min này là rất đơn giản, chỉ là o một thời gian thôi. Được rồi, chúng ta làm như sau nhé. Bây giờ tôi sẽ mô tả các bạn ý tưởng là như sau. Bây giờ chúng ta sẽ phải tạo ra như vậy cái cấu trúc của cái min stack là như sau nhé. Nó là gì? Nó là một cái SLL. Đấy, nó là một cái SLL. Được chưa? Sau này chúng ta sẽ có hai cái cấu trúc như sau. Cấu trúc thứ nhất nhé, là cấu trúc cái nốt của nó nhé. Chúng ta viết này, class note nhé. Là cái phần tử của cái SLL này, chỉ là trên của stack của chúng ta đấy nhé. Thì đây chúng ta viết luôn này, def này, init này, được chưa? Đấy, và đây là cell key này. Đấy. Và chúng ta cần hai biến, biến nhất là biến key là thấy rồi, em cell key bằng key, cái này chúng ta đã biết rồi. Tiếp theo biến thứ hai chính là cái biến là min, mặc định thì nó chính là key. Đấy. Khi ta chèn cái nốt vào thì bắt đầu vào thì nó chính là key, nó có một phần tử thì nó cái min nó chính vào là chính bằng key. Còn cái phần tử thứ ba là chính là con chuột next bằng năm. Được chưa? Đó là cấu trúc nhất nhé. Cấu trúc thứ hai là cấu trúc là cái class mà chúng ta muốn dùng là gọi là min stack. Min stack này nó chỉ có như sau. Chúng ta sẽ làm luôn là đây là def này, init này, được chưa? Cell thôi nhé. Nó có hai con trỏ thứ nhất là chính là con trỏ là top, chỉ là ứng với nó chính là cái con trỏ hết đấy, trỏ hết của cái SL ở đây, nó có trỏ là cái top, nó trỏ vào đầu của ngăn xếp nhé. Và con trỏ thứ hai là
tôi cho kiểu như là len này, đây là mô tả cái chiều dài của cái con xếp mà không. Nhưng mà chúng ta cần hai cái lớp này nhé. Và sau chúng ta sẽ thiết kế các cái hàm được chưa? Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ bài này tôi sẽ viết thành hành trình nhé. Viết hành trình ngắn thôi. À, tạo ra làm nhanh một cái tạo nhanh một cái min đây. Đây chúng ta dùng nhé. Đây. Tạo min stack này. Stack nhé. Này. Ý tưởng này. Sử dụng này. Dùng SL sử dụng SL mở rộng nhé. Việc nhanh thì mới thành một hàm chính nhé. Còn các bạn ở nhà các bạn sẽ làm tiếp tục phần sau của nó nhé. Được rồi, thì viết nhanh này, thì viết là class này, nốt này. Init này. Cell này, key này. Nó sẽ có 3 cái tham số. Một là key. Chỉ giá trị là cái khóa chính nhé. À, cái thứ hai quan trọng là cái thứ hai là cái min. Đấy, rất là quan trọng cái min nhé. Thì ban đầu nó sẽ chính là key. Và cái thứ ba là con chữ next. Mình định rất là năn. Và cái lớp thứ hai là min stack nhé. Min stack đẹp này, in it này, xem, có hai cái, một là top chính là đóng vai trò là cái, đóng vai trò là cái hết đấy nhé, năn nhé, xem, cái thứ hai là len này. Thêm vào đâu cho nó để tính kia hàm len của nó nhé. Rồi bây giờ sẽ biết cái nhanh này, rất nhanh nhé. Đây này, đầu tiên là cái hàm len của s, được chưa? Cái hàm len này, cái hàm len này chỉ là ở đây cái s này chỉ là cái s là đối tượng là min là min stack, tôi là đối tượng của cái lớp này, lớp là min stack này. Như vậy nó chỉ là cái hàm len này thôi. Chúng ta sẽ return s này. Hàm thứ hai này, hàm thứ hai là hàm is stack empty này. S được chưa? Nó chỉ bằng không khi nào nó rộng, khi mà cái nó mà bằng rộng có, hoặc là s hoặc là len bằng không, hoặc là cái cơ trò top là bằng rộng đây. Đi thử s top bằng nào đây. Để triệt hai cái hàm chính ấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm luôn cái hàm là cái hàm get min này. Chúng ta hàm quan trọng nhất của chúng ta nhé. Hàm là get min. Như vậy cái của chúng ta ở đây chính là cái hàm này, cái cho trước một cái sắt thách bất kỳ mà có cái hàm get min này, nó tính ra cái phần tử nhỏ nhất của ngăn xếp. Nhưng mà chỉ mất là on một thời gian thôi. Chúng ta kiểm tra như sau nhé. If này, if is stack empty, nếu mà nó bằng rỗng thì chúng ta sẽ raise nhé. Runtime error. Nhưng mà khi thôi, ngăn xếp rộng. Được chưa? Mình ngược lại, nếu mà không rỗng thì chúng ta sẽ return luôn. Return cái gì? Return kia là S top. S top nó không rỗng thì stop là chỉ vào cái phần tử đầu tiên của ban xếp và chúng ta lấy giá trị từ min. Như vậy thấy cái hàm get min này là cái hàm nó chỉ có gì, nó chỉ có là không, nó chỉ có là o một thời gian. Bây giờ tôi sẽ viết nhanh hai cái hàm nhé.
hàm push, hàm pop, hai là hai hàm chính, đếp này push, s, x. Phải đưa cái được một cái khóa x vào nhé. Không, tôi biết nhanh không, x gì mà đây là cái khóa k thì hợp lý hơn nhé, khóa k một cái khóa nhé. Làm sao này, tôi đặt x gì bằng là nốt, chứ cái nốt tôi đưa vào nốt đấy, k được chưa. Bây giờ mà tôi viết hai trường hợp, nếu mà là s rỗng thì phải đưa vào thôi mà không làm gì cả. Như vậy là if nhé, is stack empty, nếu mà s mà là rỗng ấy thì rất đơn giản, chúng ta chỉ đưa vào luôn. Thì chúng ta chỉ phải dùng cái loại gì là s top bằng x. Đấy. Thì như vậy thì vì cái top nó là cái gì, nó là cái chính là con trỏ chỉ vào cái phần từ đầu tiên của cái helicase, cho nên chỉ là lên s top bằng x và không phải làm gì nữa. Đấy. Còn ngược lại else thì phức tạp hơn, nếu mà là s là khác rỗng ấy thì chúng ta sẽ phải làm sao, chúng ta sẽ phải chèn cái nốt x vào đầu của ngăn xếp, và chúng ta sẽ phải so sánh cái phần tử min của x so với min của cái s cũ, của phần tử top cũ, và chúng ta so sánh và chúng ta sẽ tính lại cái min của cái x này nhé. Rồi cái hàm sau này ở đây chúng ta sẽ tính cái min là cái hàm có sẵn của cái hiện thời nhé, là get min đây là cái đang có sẵn nhé, đó đang có sẵn trước khi mà chúng ta chèn cái x vào chúng ta tính cái min nhé. Bây giờ if nếu mà k nếu mà cái min này mà nhỏ hơn k đấy, nhỏ hơn k suy ra là gì, suy ra là chúng ta phải thay đổi cái nốt x gì, vì x gì là cái nốt có khóa là k và có min là k, nhưng mà cái min ở trong cái s thì nó nhỏ hơn k, nhưng mà chúng ta phải thay đổi lại, được chưa, thay đổi là x min k, còn không thì thôi. Nếu mà min mà k nhỏ hơn min thì chúng ta không cần làm, không làm cái lệnh này. Rồi bây giờ tôi sẽ làm một tác, tôi chèn cái x gì vào trong vào đầu của cái ngăn xếp s gì. Làm như sau, chúng ta làm hai bước. Chúng ta đặt x next. Đấy. Chúng ta trỏ vào đầu, chúng ta trỏ cái này vào cái stop, trỏ vào cái phần tử cái nốt đầu tiên đã có của s. Đấy. Mà sau đó chúng ta sẽ đặt lại cái top bằng x. Đây chính là thao tác chèn. Được chưa? Và tất nhiên là sau cái lệnh này thì cả hai lệnh này tôi sẽ phải tăng cái biến s đúng không? S.len bằng S.len cộng 1. Tăng thêm, chúng ta nhớ lại là cái s của chúng ta là nó có cái này, min sách nó có cái, nó là hai con trỏ, một trỏ là top cái biến, hai là biến len, này biến len. Khi tôi bổ sung vào thì phải tăng cái len lên một đơn vị. Rồi bây giờ tôi làm tiếp tục cái lệnh thứ hai, cái quan trọng là lệnh pop nhé, pop s này cũng vậy, chúng ta kiểm tra nếu mà là rỗng ấy thì chúng ta sẽ trả lại, chúng ta không trả lại thì chúng ta sẽ raise ngăn thai error ngăn xếp rỗng. Tiếp rộng được chưa, bây giờ ngược lại được chưa. Thế là như sau này, trước khi mà tôi mà xóa đi tôi sẽ tính toán lại một chút cái này hay là tôi xóa đi thôi mà tôi không cần làm gì cả, vì là khi mà xóa phần tử thì cái phần tử tiếp theo của nó mặc định nó có cái biến min rồi, không cần thiết phải không xoay như này nữa. Bây giờ tôi chỉ phải làm gì, tôi sẽ phải tính lại cái phần tử gọi là k bằng, trước khi mà xóa tôi sẽ phải lưu lại để tôi s top, tôi được chưa. Rồi đây là key tôi lưu lại cái biến là cái khóa của phần tử đầu tiên của s, thì sau này tôi sẽ trả lại
truy cập trả lại. Rồi bây giờ tôi bắt đầu xóa này. Xóa như sau này, tôi đặt là stop bằng stop next. Đấy. Chỉ cái stop chỉ sang phần tử tiếp theo luôn nhé. Đấy. Chỉ sang phần tử tiếp theo. Sau đó tôi giảm len đi một đơn vị trừ len. S len chỉ một mà để chưa trừ đi thường. Xóa đi và trả về và có thể cả được chưa? Đó là hàm cuối cùng nhé, là cái hàm top. Hàm này chúng ta chỉ copy cái phần này, copy hết nhìn xuống ở đây và phần này sẽ được ra. Này, copy. Và ở đây cái này tôi chỉ việc tôi return không xóa gì cả, return là s top chấm mà chấm đi này, chấm kỳ. Đấy, thế thôi. Đây chính là cái hàm chúng ta mong muốn nhé. Đấy, cái hàm. Được rồi. Thì cái này các bạn về nhà các bạn làm lại và các bạn kiểm tra lại nhé. Ôi, tôi như vậy thôi được, tôi dừng lại ở đây đây nhé. Và dừng lại khi phần sao còn bài tập nữa. Bài 6 này tôi sẽ giải sau nhé. Sau này. Còn bài 6, còn bài 7 nữa. Còn hai bài nó hơi khó một chút đấy. Còn hai bài này chúng ta sẽ các bạn về làm tiếp và tôi sẽ giải sau trong cái buổi họp đó. Sau này tôi sẽ tự quay để tôi giải các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang làm chữa bài tập phần là Q. Tôi xong có gì hay hay thì tôi làm Q đây nhé. Hàng đợi này. Đây. Bài 1 thì viết lại cài đặt cấu trúc hàng đợi hoàn chỉnh sử dụng list bằng các phương thức. Chú ý phần mô tả bằng hàm được không ạ? Thế là cái này các bạn sẽ không khó, các bạn ở nhà làm tiếp tục nhé. Này không cần. Bài 2 này, viết lại cài đặt cấu trúc hàng đợi hoàn chỉnh sử dụng STLL sẽ liên kết đơn có đuôi bằng các phương thức. Trên lớp đang mô tả bằng hàm. Cái này các bạn cũng chưa ở đây nhé. Những cái bài này đều là phần, nhớ là cái phần này tôi làm rất kỹ ở trên lớp cho nên là cái phần này tôi sẽ không cái nào để các bạn đặc biệt tôi mới giải, còn không tôi không giải nhiều đâu nhé. Thiết lập mô hình hàng đợi với độ dài quy định cho trước nhé. Bài 4 là cái bài là mảng vòng tròn. Cái bài này rất là hay nhưng mà chúng ta có thời gian không? Thiết lập mô hình hàng đợi từ hai ngang xếp cho trước. Đây là bài 5. Bài 6 cho trước hai hàng đợi Q1, Q2 và sổ hàng đợi này để thiết lập cấu trúc ngăn xếp. Phần này chúng ta có 6 bài. Thật ra cái bài 3 và 4 cũng rất hay. Nhưng mà thôi tôi để tôi sẽ có một cái buổi khác tôi trình bày hẳn kỹ hơn về hai cái bài này. Vì tôi sẽ chuyển sang, tôi mô tả luôn các bạn sang cái bài tập này nhé, cái bài tập 5 này. Thì hơi đặc biệt, hơi là lạ một chút. Đấy. Tức là cho trước hai ngăn xếp và chỉ có hai ngăn xếp đó thôi. Vì cần thiết lập cái hàng đợi từ trên từ hai ngăn xếp này. Thì hơi có thể hơi là lạ không? Nhé. Hơi là lạ một tí để chúng ta hình dung. Tức là thực tế chúng ta chỉ có cái nguồn là hai ngăn xếp thôi. Bây giờ thế nào để mà ta tạo ra một cái hàng đợi để bút đúng không? Vậy cho trước hai cái để bút đâu để đợi đi trước bút để đâu
Thế đây nhé. Như vậy là chúng ta như sau này. Để đóng lại cho nó. Rồi. Như vậy là như sau nhé. Bây giờ là chúng ta có hai cái ngăn xếp. Ngăn xếp đây. S1, đây là S2, tôi cứ gương ra là như thế nhé, S2. Ở đây là đầu này, đây là đỉnh này, đây là top này. Nhé. Ở đây là top này. Đây là top này, top nhé. Đây là đáy này, đây là đáy. Hai ngăn xếp này thôi. Thế bây giờ làm thế nào để mà chúng ta từ hai cái này làm sao mà có thể tạo được một cái hàng đợi Q. Cái hàng đợi là đầu vào ở đây và đầu ra nó phải ở đây cơ. Thằng này là đầu vào ở đây, đầu ra ở đây. Thằng này đầu vào ở đây và đầu ra ở đây. Nên làm thế nào cho làm được? Đấy thì các bạn cũng thì chúng ta cứ phải suy nghĩ một lúc nhé. Để chúng ta mới nghĩ được cái cách làm thế nó cũng không khó đâu. Vì tôi sẽ gợi ý như này nhé. Chúng ta sẽ làm được ngay thôi, không có gì. Tức là như thế này. Đi ở đây vì tôi giả sử nhé. Đây. Giả sử chúng ta biết giả sử chúng ta có các cái số như là a b c d nhé. Bây chúng ta muốn thì chúng ta đưa vào đẩy vào đây, để vào đây là a này, đẩy b vào này, đẩy c vào này, để d vào thì lấy ra được a trước. Đó, đó là hàng đợi. Còn với ngăn xếp không được, tôi giả sử nhé. Đây, tôi giả sử, bây giờ tôi giả sử như sau. Để tôi giúp các bạn lên một chút nhé. Đây, bây giờ với ngăn xếp S thì đây. Với ngăn xếp S1 trước nhé. S1 đây nhé. Bây giờ giả sử tôi thả A, B, C, D vào ngăn xếp S1 trước. Tôi thả vào này. Đây nó sẽ là A này, B này, C này, D, được chưa? Bây giờ lấy ra là D trước, được chưa? Rồi, bây giờ ra như sau này. Được chưa? Bây giờ tôi lấy ra D ra khỏi S1 và đưa vào S2. Có đưa được không? Được, đưa vào S2. D nó vào đây. Tôi lấy C ra, tôi đưa nó vào, như vậy C nó ở đây. Lấy B ra, đưa nó vào, B nó ở đây. Và tôi lấy A ra, đưa vào, A nó sẽ ở đây. Và bây giờ tôi pop cái A này ra. Được chưa? Pop. Thì đúng A, lấy ra A nó đính giống là bên này. Nó đính chính là cái đầu ra cần thiết ra của Q. Đó. Như vậy chúng ta có thể, như vậy chúng ta sử dụng hai ngăn xếp. Chúng ta có thể tương tự làm ra được cái quy trình để tôi đưa vào mà lấy ra. Nó giống như là hàm đợi là như sau. Đây. Suy ra nhé. Như vậy là gì? Như vậy cái lệnh DQ mà Q một phần tử X gì làm cái nào là như sau. Tôi sẽ là push X này vào S1. Cái lệnh này nó tương đương với cái lệnh là tôi push S1 X. Đấy, lệnh DQ đây là lệnh đưa vào S1 này, đưa vào như bình thường nhé, đưa vào đây. Nhưng cái lệnh là NQ nhé, NQ thì tôi đưa vào. Còn lệnh là DQ thì làm sao? Đấy. DQ thì làm như thế nào? Thì DQ thì làm như sau nhé. DQ như sau này. Như vậy là để tôi muốn DQ Q thì làm như sau. Để tôi một chút. Đây. Các bạn một chút nhé, để tôi làm một chuyện này. Như vậy là cái lệnh này, tôi nhắc lại là cái lệnh là unQ QX thì nó tương đương với cái lệnh là gì? Là push S1 X đưa vào đỉnh của S1. Được chưa? Được rồi. Còn cái lệnh mà là DQ thì lệnh khó hơn thì làm như sau. Lệnh DQ này. DQ Q thì làm như nào?
Thì ta làm như sau này, chúng ta sẽ phải làm bước 1 là chúng ta sẽ chuyển tất cả các phân tử từ S từ chuyển tất cả các phân tử gì từ từ S1 sang S2 chuyển tất cả các phân tử. Chuyển tất cả các phân tử từ từ S1 sang S2. Sau đó cho bước 2 là chúng ta thì chúng ta là pop S2. Giống như tôi làm ở bên trên đấy. Chúng ta chuyển tất cả các phân tử này sang bên này, sau chúng ta pop ra là xong. Thì đây chính là cái nhắc lại này. Như vậy là với cái đề Q là gì? Nếu mà quy không rỗng thì là quy rỗng thì bằng loại của quy không rỗng ấy thì là như sau. Quy không rỗng thì là nếu mà S2 là rỗng ấy, đây là phải với cái điều kiện S2 là rỗng thì chúng ta mới chuyển tất cả S1 sang S2. Được chưa? Còn sau đó thì chúng ta sẽ có S2 không rỗng thì tôi pop luôn. Nhá. Còn S2 mà không rỗng mà rỗng tôi mới phải chuyển từ. Đây là nếu S2 là rỗng thì mới làm. Còn nếu S2 mà không rỗng thì tôi làm luôn cái lệnh này. Được chưa? Đó. Thì như vậy là cái làm như sau này, chúng ta sẽ mô tả chi tiết hơn nhé. Đây tôi sẽ mô tả chi tiết hơn. Ý tưởng là như sau nhé. Cái này hay đặc biệt một chút đấy, cái này là hay, rất là hay đấy nhé, chúng ta chú ý nhé. Như vậy là cài đặt quy theo S1 và S2. Như vậy là cho trước cái S1 và S2 là cho trước rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thiết lập nhé. Được chưa? Thế như vậy là thiết lập quy. Quy là cái gì? Thì quy ở trong trường này thì quy nó chính là gì? Quy nó đồng nhất với một cái bộ là S1 và S2. Đấy. Đồng đại nó là một cái bộ, nó có thể là một cái tuple hoặc là nó là một cái list cũng được. Ở đây chúng ta có thể, hoặc là chúng ta mô tả, hoặc là quy là cái dạng là một cái list như này. Ta chú ý là trong Python thì các phân tử của list là thoải mái nhé, là bất cứ một đối tượng nào, hoặc là quy dạng là một cái thế này cũng được, một trong hai loại thế này. Đấy. Hoặc chúng ta có thể viết đơn giản quy bằng S1.S2 được hết nhé. Đó, đây là cách cài đặt này. Tiếp theo chúng ta sẽ làm các thao tác là mô tả chi tiết, được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ viết luôn, tôi sẽ mô tả luôn nhé. Nên tôi sẽ mô tả luôn bằng cái chương trình ngay ở đây. Chúng ta có cái nhìn cho nó rõ nhé. Đây, thì tôi sẽ viết luôn ở đây. Mô tả luôn cái hàm đó nhé. Tôi sẽ viết luôn một đoạn chương trình nhé. Viết luôn chương trình bắt đầu thôi. Còn chúng ta về nhà chúng ta sẽ làm tiếp. Đây, thì đây nó là cái em. Nó làm cho nó viết cái hàm là 2 nhé. To stack. Q to start nhé, chấm p. Rồi bây chúng ta cùng nhau viết nhé. Cái này nó bị lỗi cái này nhé. Được chưa? Để tôi viết một số hàm đơn giản trước nhé, để chúng ta có cái hình dung nhé. Đây, tất nhiên chúng ta đầu tiên chúng ta phải có cái từ viện start luôn có nhé. Start này, import sang. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta làm sao là chúng ta sẽ định nghĩa một cái hàm là cái hàm Q đây là cái hàm này tạo ra một cái hàm đẩy rỗng. Thì làm như sau này, chúng ta viết là S1 bằng stack tạo ra một cái hàm đẩy rỗng, S2 bằng stack nhé. Và chúng ta sẽ return Q, return chính là S1, S2 đấy, đồng nào. Trường này là cái khơi đã xuân hai, nó là một cái tuple gồm hai cái em quy. Như vậy là về định nghĩa của nó thì quy nó là một cái tuple gồm hai phần tử. Phần tử đầu tiên là quy không chính là S1, quy một chính là S2. Đấy là cái hàm để tạo ra cái hàng đợi.
thấy không, vậy hạt đậu của chúng ta tức là đúng là hạt đậu tức là một cái mà đối với người ngoài thì nó là hộp đen nhé, nhưng con phải có những hàm chuẩn chúng ta biết rồi cách làm, nhưng mà đây cụ thể ở đây bên trong lòng bên trong cho mở hộp đen ra thì hạt đậu của chúng ta ở đây là sử dụng hashtag, nó chính là một cái túc quần gồm hashtag, được chưa? Rồi chúng ta làm như sau nhé, đây chúng ta dùng ví dụ một số hàm, ví dụ một hàm này tôi viết một hàm ví dụ là def is q empty, đây là cái hàm để kiểm tra xem là cái hàng đợi queen này nó có là rộng hay không, được chưa? Thì làm như sau này, chúng ta viết là s 1 s 2 đúng không bằng là q 0 q 1 vì q đó là nó là một cái tuple gồm hai q 0 chính là s 1 q 1 chính là s 2 và hàm nó trả về là gì, nó là rộng khi mà cả hai cùng rộng, return nhé. Return là gì? Return là tôi dùng cái phương thức là S1 empty nhé. Đây dùng cái hàng này. Đây là phương thức n S2 không dùng cái hàm nào. Cứ có thể có dùng hàm là is stack empty cũng được. Đây dùng phương thức cho nhanh. Yeah. Đấy. Được chưa? Như vậy trong cái thư viện này là có cả hàm cả phương thức. Cả hàm cả phương thức tiện nói chuyện nhé. Rồi tiếp theo tôi làm cái lệnh là unqueue là đưa vào s1 thôi, nhưng mà sau tiếp theo là cái lệnh là def unqueue qx, đưa x vào đầu của q và cuối của q chính là gì, nó chính là như sau này, vì chính đưa vào s1 thì chính cái là s1 bằng q0 thôi, q0 nhé, và tôi làm cái lệnh là push s1x. Đây chính là cái lệnh. Đây chính là cái lệnh mà là unqueue. Để làm thế sang tôi làm tôi mô tả sang cái đề queue này như sau nhé. Đây. Def này, đề queue này. Đề queue này, queue này. Đấy. Được chưa? Thì làm như sau nhé. Tôi viết ở đây này. Nếu này if is q empty nhé. Thì sao? Thì raise runtime error hàng đợi rỗng. Đối với người dùng thì chúng ta không, người dùng chúng ta chỉ biết là hàng đợi rỗng hay không nhé, không biết nó không cần biết là cái gì. Đấy. Còn ngược lại, nếu mà không rộng thì chúng ta mới làm tiếp. Đó. Làm tiếp như thế nào? Thì nếu mà không rộng thì chúng ta làm như sau. Đó. Không rộng thì chúng ta làm như sau. Chúng ta sẽ làm như này. Nhé. Chúng ta tính là S1, S2 thì là tính như là Q0, Q1. Đúng không nào? Bây giờ là ở đây nhé. Bây giờ là if này. If mà S2 là nếu S2 là rộng ấy, nếu mà if mà là S2 empty, dùng cái hàm này cho tiện. Nếu mà S2 là rộng thì làm như sau. Thì chúng ta sẽ phải lần lượt chúng ta sẽ phải lấy từ phần tử của S1 chúng ta đưa sang S2 thì chúng ta biết là y đưa hết thì y not S1 empty. Từ nào mà S1 còn rộng ấy, còn chưa rộng ấy thì chúng ta sẽ x thì chúng ta sẽ bỏ s1 và chúng ta sẽ push s2 x để hết sang sang s2. Sau đó chúng ta sẽ lấy x, chúng ta sẽ bằng là s2 bằng là bỏ s2 và chúng ta sẽ return this. Đây chính là cái lệnh đề queue đấy mà nói tôi mô tả trên thì các bạn xem mô tả, tôi mô tả bốn cái phân tử ABCD để chúng ta hình dung đấy, thấy không nào, được chưa? Bây giờ tôi mô tả tiếp sang cái hàm cuối cùng là cái hàm mà tính len và cái hàm tính cái phân tử front của q nhé. Đây
cái hàm bếp này là hàm là gì? Tính cái phần quy, được chưa? Thì kiểm tra đây là ít này, is q empty này, q này đó, thì chúng ta sẽ erase runtime error, error nhé, hàng đại rỗng. Đấy. Còn else thì người ta mới lấy ra. Lại những lỗi phức tạp hơn. Em xong này, chúng ta sẽ đặt là S1.S2 bằng Q0 Q1. Đấy. Và chúng ta sẽ kiểm tra if S2 là empty thì chúng ta sẽ đẩy hết sang why not S1 empty. Chúng ta sẽ là x thì bằng là S1 pop S1 và đẩy sang S2 hết, push S2x. Được chưa? Còn cùng này chúng ta return. Return là top của S2. Không xóa đi. Đấy. Để chị Hà phát ăn. Được chưa? Cuối cùng là cái hàm mà cuối cùng là cái hàm len của quy. Thì chúng ta lấy S1, S2 bằng là Q0, Q1. Đấy. Và chúng ta sẽ return. Return là gì? Return là len của S1 cộng với len của S2. Đấy. Và đây là một cái hàm, đây là một cái chương trình rất là khá hay nhé. Được chưa? Cái bài 6 đó các bạn, bài 6 này cũng rất hay, nhưng mà chúng ta hết thời gian rồi, nhưng tôi không dùng thời gian nữa. Bây giờ còn tôi sẽ dành một vài phút để tôi nói nhanh. Dành một vài phút, tôi vì chúng ta không kịp thời gian nữa, tôi muốn giải thích cho các bạn một chút cái buổi hôm trước ấy. Cái buổi hôm trước là chúng ta... sao nó bị cái này? Đây nhé. Hôm trước tôi nói với các bạn là về cấu trúc của một cái hàng được ưu tiên lớn nhất sử dụng băm ấy. Đó, thì cái đó là cái mà... Thì tôi giới thiệu nhanh các bạn. Tôi không gian để tôi trình bày kỹ đâu. Mà tôi sẽ giới thiệu nhanh các bạn cái này. Để các bạn... khi nào các bạn xong lời giải chính thức ấy, thì chúng ta sẽ hiểu hơn. Nhưng bây giờ tôi sẽ nói nhanh về cái kỹ thuật là băm này nhé. Tí được để chúng ta có hình dung. Như vậy là... Chúng ta nhắc lại một chút cái hôm trước ấy, cái chúng ta tạo ra các cái min max q và min q, các cái là các cái hàm lượng ưu tiên max và ưu tiên min, chúng ta phải dùng cái max heap và min heap cả. Nhưng mà trong đó nó có một cái rất quan trọng là nó có một cái lệnh, chúng ta muốn thay đổi một cái giá trị của một cái phần tử ở trong cái mảng A đó, thay đổi giá trị thì chúng ta phải tìm lại cái chỉ số của nó. Thì một cái lệnh mà từ cho chức giá trị tìm chỉ số thì nó chính là cái hàm hàm tìm kiếm, và nó mất thời gian là o lớn n, mà cái đó là không chấp nhận được với cái em này, với cái min q này. Rồi thế như vậy, và ở đây như vậy cái bài toán gốc là gì? Cái bài toán chính là như thế này. Cái bài toán gốc của chúng ta là bài toán như thế này. Cái bài toán cần giải là cho trước cái mảng A và cái giá trị x, chúng ta biết chắc là x chỉ nằm trong cái mảng A rồi. Để cần tìm gì? Cần tìm cái chỉ số, tìm cái chỉ số y sao cho là cái ai này bằng x. Đó, đây chính là cái lệnh tìm kiếm thôi, lệnh tìm kiếm tuần tự.
chúng ta sẽ phải tìm duyệt trên cái các chỉ số của A của A, nếu mà thế AI mà bằng x thì chúng ta dừng lại và chúng ta sẽ thông báo là tìm chỉ số Y. Đây chính là bài tìm kiếm mà chúng ta đã học trong cái chương trình lớp 11, được chưa? Lớp 11 thì cái đây chính là cái lệnh tìm kiếm. Cái bài toán tìm kiếm rất là hay, tìm kiếm trên một cái dãy, trên một cái mảng mà không sắp thứ tự. Nếu cái mảng A sắp thứ tự thì chúng ta có cái chúng ta có cái lệnh tìm kiếm nhị phân, tần tự là O lớn N nha. Còn nếu mà tìm kiếm nhị phân ấy, nhưng mà tìm kiếm nhị phân ấy thì nó hạ xuống được rất là mạnh, là O lớn của loga N. Rồi, thì ở đây bây giờ cũng bài toán đặt ra là có cách nào hay không để mà tìm kiếm cái này mà mất thời gian là O1 hay không. Đấy, nó là bài toán đặt ra là như vậy nhé. Đấy, đặt ra như vậy. Thế có tìm kiếm được không? Thì rất may là đây là có hẳn kỹ thuật rất là sâu sắc như này. Đó là kỹ thuật băm, rất sâu sắc. Là như này, đây chúng ta có một cái gọi là kỹ thuật băm tương đối nhanh để chúng ta tương đối nhanh thì sẽ là Python hỗ trợ băm như thế nào rất nhanh nhé. Cái kỹ thuật băm là như sau. Nó là như thế này. Đây là cái mảng A đây. Cái mảng A nó có từ 1 cho đến N nhé. Giá trị của nó nằm ở trên cái mảng, một cái bảng rất to, một cái ví dụ là mảng A là cái mảng là gồm toàn bộ các giá trị của nó là các số nguyên chẳng hạn, thì cái bảng này này, cái bảng to này là cái bảng là gồm toàn các số nguyên mà có thể có của A nhé. Đây là cái bảng các giá trị có thể của A, được chưa? Thì băm là cái gì? Băm là nôm na là nó cho phép chúng ta là với mỗi một cái phần tử giá trị này nó sẽ có một cái hàm chỉ sang chỉ số luôn. Cái hàm này chính gọi là hàm băm nhé, nó gọi là hash function. Hash này là nó ứng với một cái giá trị, nó chỉ về gì bên này, nó chỉ đúng với bên này thì là đúng giá trị, còn nó không có nó chỉ về một cái giá trị là nan nhé. Đây cái hàm này nó gọi là hàm băm, được chưa? Thì cái nôm na như vậy, nôm na là cái hàm băm, là cái hàm mà nó như là một ánh xạ ngược từ bên này sang bên này. Rất may vì đây nó biến thành cái mảng lớn. Suy ra cái ánh xạ này nó chỉ mất là O một thời gian thôi. Đấy, được chưa? Đó cho nên là mà ở trong bản thân đã làm sẵn rồi là như này nhé. Thì chúng ta có mảng A, bài toán như sau. Chúng ta quay lại cái bài toán của chúng ta nhé. Đây, bài toán tự cho nó nhanh nhé. Bài toán như sau nhé, là cho cái mảng A sao nó bị thế này, để tôi một chút bị rồi, cho cái mảng nó vừa cho cái mảng A nhé, N bằng len A nhé, bằng len A, được chưa? Rồi thế bây giờ mà có cách nào hay không là có phải tìm cái hàm băm gọi là h đi hay là hash nhé, để cho là với một x gì thì cái hàm x gì nó chính là một cái bằng chỉ số, nó chính là bằng cái chỉ số y sao cho là a y bằng x. Đó, thì cái hàm ngược lại này nó gọi là cái hàm băm, được chưa? Đó, thì rất hay cái hàm băm này, nó có cái hàm thế, có hàm rồi thì cái việc tìm kiếm này x gì tôi gọi là đa số này thôi, mà hàm này đây là một cái hàm số bình thường, giá trị của nó, thời gian chạy của nó là O một thời gian, rất là nhanh, được chưa? Đấy, được rồi. Thì ở trong Python là có không? Thì sẽ nói với các bạn luôn là có nhé. Trong Python nó có một cái kiểu rất đặc biệt là kiểu dữ liệu từ điển. Chúng ta nhớ lại cái này các bạn dùng rất nhiều lần rồi nhưng mà chúng ta không để ý nhé. Cái kiểu dữ liệu từ điển nó chính là cái hàm băm đấy, cái dữ liệu từ điển. Để thêm một chút nhé, cái kiểu dữ liệu từ điển nó chính là cái hàm băm đây nhé, kiểu dữ liệu đây
Thế tôi làm như sau, tôi lấy ví dụ nhé. Bây giờ tôi sẽ khi tôi cho chức cái bảng A, cái bảng A tôi sẽ thiết lập luôn một cái dữ liệu từ điển D. Thì D đóng vai trò là cái đấy luôn nhé. Để tôi làm như sau này. Cái làm như sau nhất này, tôi gọi luôn cái làm như sau nhé. Đây. Bây giờ input của chúng ta chính là cái bảng A. Tôi cần tính. Trước mắt tôi cần tính ra cái hàm tôi gọi là hash nhé. H là hash nhé. Tính cái hash để sao cho là cái hash này là cái giá trị của nó, chứ là để sao cho gì? Ta cho là cái hash x thì nó chính là bằng cái chỉ số y, sao cho là ai bằng x, được chưa? Thì cái làm là như sau này, đây nhé, tôi là cái làm rất đơn giản là như sau này. Thì cái đoạn chỉ sau đây này, chúng ta dùng hát bây giờ làm sao này? Cho trước A nhé, tôi làm sao này, tôi viết hát bằng dict, đây là dữ liệu từ điển này, đấy, được chưa? Bây giờ for y in range, đây in range của len A nhé, đây được chưa? Thì làm như sau này, tôi viết như sau nhé. Nó lại bị trôi, để tôi một chút. Đây là cái nó bị ấy rồi. Tôi viết lại cái này vậy. Kéo xuống ở đây nhé. Bây giờ tôi sẽ copy cái này. Sao nhỉ? Mất luôn cái này rồi. Tôi viết đây vậy nhé. Đây nhé, rồi đây là cái này. Vậy chúng ta tiếp lại bình thường. Như vậy chúng ta là input của chúng ta là input nhé. Input chúng ta là cái mảng A. Vì output cần tính cái hàm S. Hát nhé. Là như sau này. Tôi viết lại này. Hát tôi viết là bằng dict. Dict từ điển. Được chưa? Sau đó là gì? Sau đó là tôi làm như sau. Tôi for y in range của len A. Đấy. Và tôi viết là h mở ngoặc vuông này ai bằng y. Đấy. Để giá trị của ai là bằng y, thấy không? Thì cái sau lệnh này thì tạo được cái hàm h, cái lệnh này là bắt on rồi thời gian, cái lệnh này chỉ bắt cái việc mà tạo ra cái hàm âm này là mất đúng là on thời gian. Vì sau này khi dùng lại như này thì cái bài toán tìm kiếm như sau là tìm kiếm nhé. Lập cái def search ax. Đấy. Nếu chúng ta mà tìm kiếm bằng tìm kiếm tương tự thì là mất on ở thời gian, còn tìm kiếm bằng này là như sau. Cái này này, chúng ta sẽ ra return là hx xong. Đấy. Như vậy đây là cái hàm tìm kiếm mới, tìm kiếm một giá trị của cái mảng A nhưng mà sử dụng kỹ thuật băm. Thì ở trong Python chúng ta thiết lập cái hàm âm như này, và cái khi đó chúng ta cái lệnh mà cái hàm mà tìm kiếm ấy chỉ được dòng đúng lệnh thôi, và cái hàm này có cái thời gian chạy là on một thời gian, có thể rất là nhanh. Thì chúng ta sử dụng cái này, chúng ta áp dụng vào với cái tạo cái min q và cái max q đấy nhé. Được chưa? Hôm chúng ta mất thằng quá nhiều việc coi như là một cái bài tập về nhà. Các bạn áp dụng cái này để chúng ta sẽ bài tập như sau nhé. Tôi sẽ giải lại bài tập một lần nữa nhé. Mình như sau. Bây giờ chúng ta sẽ lập một cái min q như sau này. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một class là max q đi. Max q nhé. Max q. Xin lỗi, không có cái này nhé. Ừ.
bây giờ các bạn sẽ làm tiếp cái này nhé. Đây này nhé, chúng ta làm như sau này, chúng ta sẽ đếm này, init này nhé, xem thì cái lớp này nó gồm có hai cái biến. Biến thứ nhất là gì? Biến thứ nhất là chính là một cái mảng thôi. Cái mảng này chính là cái mảng chúng ta dùng để chúng ta làm cái max hit đây, gọi là item nhé, item ban đầu là nó là rỗng đấy, một cái mảng bình thường. Cái hàm cái thứ hai, cái phần tử thứ hai của nó, tôi kêu gọi nó là tôi dùng kêu nó là key đi dùng để tính key. Cái này là chính là một cái từ điển rộng đó. Dùng cái này chúng ta sẽ thiết lập cái lớp mà chúng ta sẽ thiết lập một cái kiểu dữ liệu mới là max queue, hay là hàng đợi gọi là gì nhỉ, hàng đợi tối ưu đúng không, hay là tối ưu cực đại. Nhưng mà tất cả những cái hàng nó được thỏa mãn, đặc biệt là cái hàm thay đổi giá trị của nó ấy, đều có thể chạy nó là on một thời gian. Cái này các bạn về nhà làm nhé, hay là các bạn có thể xem thêm tài liệu đó, tôi sẽ giải sau nhé. Đây, về nhà làm cái bài này, về nhà làm cái bài tập này, được chưa? Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây nhé, vì cũng đúng là quá mất thời gian mà tôi không. Tất cả các bài tập mà các bạn có thể trao đổi lên nhóm mà tôi sẽ giải lại ở mức độ đó nhé. Hiện nay này chúng ta không còn nhiều nữa, chứ hôm nay tôi dừng lại ở đây thôi. Buổi sau học tiếp phần lý thuyết, buổi sau học tiếp phần cấu trúc cây. Chúng ta sẽ có 2-3 buổi lý thuyết, sau chúng ta sẽ còn 2-3 buổi nữa liên quan cấu trúc mà đồ thị nữa, sau chúng ta sẽ quay lại sau các bài tập sau nhé. Thôi các bạn nghỉ ở đây nhá. Dạ vâng ạ, em cảm ơn thầy ạ. Vâng, em chào thầy. Chào các bạn nhé. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, em chào thầy ạ. Chào các bạn nhé.